Rồi ở đây mình quay các bạn coi cái bờ bên kia đó các bạn, đó là ba cây 70 đó anh em, là cắt từ 500 m đảo lại đó. Còn ba chiếc bờ bên đây là cắt 500 m dìu bên đây. Thì nó có chặn giữa là cái bờ chứ không có đường nước gì hết các bạn, như là cái bờ bự không à. Đồng này như nó có đường nước thì ở ngoài như 500 bờ bên đây thì từ chỗ mình ngồi nè, dài tới ông trọng đường nước ha. Khu nào cũng có cái đường nước vừa ấy chứ các bạn ơi. Đó. Thì như cái chỗ bờ đó là chỉ cái bờ thôi chứ không có đường nước anh em. Đến ba cây bên đây, ba cây dưới một cây 100 thôi, lôi nữa là 7 cây đó nè, chỗ này là 7 cây máy đó nhưng mà hậu quá dài. Rồi tiếp tục với hai đồ tóc đi tiêu tóc đó. Bơm rất là mạnh anh, bơm mưa thấy gì nó mạnh lắm các bạn ơi. Nó chạy rất là giọt luôn, nhìn rất là đẹp nha anh em. Dán đời cây đẹp, lúc trước là tem 73 là như giống như cái máy nãy mình nói đó các bạn, là tem 73 là gan vậy luôn các bạn, nó bay bay vậy đó mà chạy cũng giọt lắm, giọt ghê lắm nha. Rồi sau này nó cũ cái gì của máy nó sẽ chạy hết nổi cái gì anh em ơi. Còn một đường này nữa là gần đường vô đường ra là xong các bạn ơi. Cho anh quay lên xử ba cái mé chỗ cái bờ này, ở đây nó có cái bực cao lắm anh em. Của nữa công đất vậy đó các bạn. Cái này cái bờ nó cái gò đất đâu đổ ở đây hình như hồi xưa tới giờ anh em. Mình đang đứng ở đây quay các bạn coi nè. Nó có bờ cũng bự lắm. Cao lắm anh em. Như cái nền nhà vậy đó. Khu này ha, ngoài kia cái đầu nó hơi bự hơn cái đầu trong này, thì cắt xong ngoài kia chắc quay định xử qua này ha. Mà kéo cái không kịp các bạn ơi, mà ảnh mùa nay lúa trúng mà ảnh là không nổi cái không kịp, nãy giờ kéo con bên nè, còn nguyên bờ bên đây chưa có kéo luôn anh em. Cái nè ngoài kia nó nguyên hàng dài gan vậy đó các bạn, chưa kéo mà ảnh không kịp, thì mùa nay lúa trúng quá anh em mới kéo làm hơi mệt. Để một chút quay này xong mình quay 100 các anh em coi á, bên đây có con 100 nó chạy tốc độ thấy xa xa thì cũng ngon ngon lắm anh em, mới xả dạt thì thấy vậy gì cũng được rồi đó. Cho bển coi chạy sao thì nằm nửa hanh bển kia các bạn, là 500 về bển, còn máy này chạy từ 500 về đây nó 100 xa xa đó, đó các bạn ơi, rất là xa luôn á. Rồi chào các bạn, ở đây có một chiếc chẹt dưới nguyên bộ bán luôn anh em, đây mình quay chiếc chẹt các bạn coi trước. Còn máy thì một con máy cam đó nè, zin 3 cục 2.17 ha. Đây chẹt này bề ngang 3.3 m, dài 11.5 m, chạy rất là dài anh em. Động cơ làm sao, động cơ nhìn nghe nó 60, động cơ 60 anh em ơi. Đó, nguyên bộ luôn các bạn, bán nguyên bộ nghỉ luôn anh em. Đây chạy bề ngang 3.3 m, dài 11.5 m, động cơ máy ủi động cơ 60, chưa có gì hết, động cơ mua 28 triệu anh em, chưa có gì hết các bạn. Rồi ở sạc đang xuống máy nè. Bộ này thì bán kêu giá 400, giá cả thương lượng các bạn. Hơi xéo rồi. Rồi, coi chẹt anh em, chẹt này cũng còn mới anh em, chẹt này như thật mới rồi. Còn cái chẹt này lường hấp nha, anh em nào dùng dưới thì dùng ấy, mua nguyên bộ này rồi đi chẹt này là đi cầu là hết sảy và bẫy luôn. Đây. Đây quay cái động cơ 60 anh em ơi. Đi hơi khó không? Đây động cơ 60. Động cơ này anh mua 2 mấy triệu nè các bạn. Cục bô còn nha. Còn nhớ còn ấy chưa ấy nha. Động cơ này là xi lô, dịch bự đàng hoàng. Đó, chẹt này đường hấp anh em nào mua đi núp cầu rồi rất là hay luôn. Bề ngang thì 3.3 m nha anh em, bề dài 11.5 m, rất là dài.
Rồi bắt đầu sẽ sẵn xuống máy cắt nè anh em. Máy cắt thì anh em cũng biết rồi ha, máy cắt thì mình có quay rồi. Máy cắt này đời 27 zin 3 cục anh em, chẹt sơ sơ mình thì không có gành gì chẹt. Mình thấy nó rất là đẹp nè. Không bọng gì nè anh em. Đó, sơn trong hết trơn, chẹt lường. Chẹt này hạ sát luôn, đi cầu núp rất là hay luôn. Đó, máy cắt sẽ sẵn xuống các bạn ơi. Rồi, nó kéo xích 95 luôn các bạn, động cơ 688W. Kéo rất là lớn luôn anh em. Cái nào xa mình quay máy quay pin, còn gần quay điện thoại được rồi. Dạ. Dạ dạ. Đây, kéo xích 95, còn xích này mới gắn, xích này kia mới đứt 21 triệu mấy, 1 triệu rưỡi các bạn ơi. Rồi chào các bạn, ở đây có một chiếc chẹt dưới nguyên bộ bán luôn anh em. Đừng quay chiếc chẹt các bạn coi trước. Còn máy thì có máy cam đó nè, zin 3 cục 27 ha. Đây chẹt này bề ngang 3m3, dài 11m5, chẹt rất là dài anh em. Động cơ làm sao, động cơ nhìn nghe nó 60, động cơ 60 anh em ơi. Đó, nguyên bộ luôn các bạn, bán nguyên bộ nghỉ luôn anh em. Đây chẹt bề ngang 3m3, dài 11.5, động cơ máy ủi, động cơ 60, chưa có gì hết, động cơ mua 28 triệu anh em, chưa có gì hết các bạn. Rồi đưa sạc đang xuống máy nè. Bộ này thì bán kêu giá 400, giá cả thương lượng các bạn. Thôi xéo rồi. Rồi coi chẹt anh em, chẹt này cũng còn mới anh em, chặt này như thật mới rồi. Còn cái chẹt này lường hấp nha, anh em nào dùng dưới thì dùng ấy, mua nguyên bộ này là đi chẹt này là đi cầu là hết sảy và bẫy luôn. Đây. Đây quay cái động cơ 60 anh em ơi. Đi hơi khó các bạn. Động cơ 60. Động cơ này nó mua 2 mấy triệu nè các bạn, cục bô còn á, còn nhớ còn ấy chưa ấy nha. Động cơ này là MC luôn, dịch bự đàng hoàng đó. Chẹt này đường hấp, anh em nào mua đi núp cầu rồi rất là hay luôn. Bề ngang thì 3m3 nha anh em, bề dài 11m5, rất là dài. Rồi bắt đầu sẽ sẵn xuống máy cắt nè anh em. Máy cắt thì anh em cũng biết rồi ha, máy cắt thì mình có quay rồi. Máy cắt này đời 27 zin 3 cục anh em, chẹt sơ sơ mình thì không có gành gì chẹt. Mình thấy nó rất là đẹp nè. Không bọng gì nè anh em. Đó, sơn trong hết trơn, chẹt lường. Chẹt này hạ sát luôn, đi cầu núp rất là hay luôn. Đó, máy cắt chưa sẵn xuống các bạn ơi. Rồi bán nguyên bộ anh em, này là chẹt thì bề ngang 3m3, dài 11m5, máy cắt thì 2m17, 2cam zin 3 cục, bơm số động cơ zin hết nha các bạn. Còn máy kéo thì xích 95, dàn sườn 95, động cơ 688W. Rồi bán giá 400 anh, giá cả thương lượng anh em ơi. Máy đời 27 như sang đời lút luôn rồi đó. Máy đời rất cao, máy này máy Thái nha anh em. Nó mạnh hơn máy lút Việt các bạn ơi, ngon hơn. Chẹt rất là dài luôn nè. Bán nguyên bộ luôn, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha.
Cái lệnh với ông chết chết không? Rồi. Rồi máy bay luôn. Rồi cái này không có lính làm kêu bán nha các bạn ơi. Lính bây giờ kiếm khó quá. Chạy rất là dài nha, chặt này đi 100 dư sức luôn. Động cơ 60 nha anh em. Còn nguyên bộ này 400 các bạn ơi. Rồi chào các bạn ha.